Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng nói nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha anh em biết rõ điều anh em cần, ngay cả trước khi anh em cất tiếng xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện cho danh cha được cả sáng, cho nước cha được trị đến, và cho ý cha được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha những người có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu anh em có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ, thì cha anh em đứng ngự trên trời mới tha thứ cho anh em. Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ai còn nhớ một ý hôm thứ ba tôi chia sẻ là dấu chỉ nào để biết mình tha thứ? Hay quá đó. Tức là mình đã bắt đầu cầu nguyện cho cái người đã làm hại mình mà mình căm ghét, thù hận bấy lâu nay. Cảm ơn đã còn nhớ. Vậy câu hỏi kế tiếp: khi nào thì lời cầu nguyện của chúng ta nó trở thành đầy đủ và trọn vẹn? Sẽ có nhiều cách trả lời. Có người nói mình phải thành tâm, có người mình phải xin những điều đẹp lòng Chúa, tất cả đều đi bên ngoài. Hôm nay Đức Thánh Cha Francisco gửi một lời nhắn trên toàn thế giới, nó rất là hay. Tôi đọc nguyên văn bản dịch. Câu hỏi của Đức Thánh Cha là: khi nào lời cầu nguyện của chúng ta trở thành đầy đủ và trọn vẹn? Câu trả lời của Ngài rất đơn sơ, nó hợp với những gì mình nghe hôm thứ ba, là khi chúng ta cầu xin cho người khác chứ không phải cho mình. Ghê ha. Muốn lời cầu nguyện của chúng ta đầy đủ và trọn vẹn, hãy xin cho người khác và chăm lo cho những lo âu, những nhu cầu của tha nhân người khác. Cầu nguyện không tách rời hay cô lập chúng ta khỏi bất kỳ ai, là vì cầu nguyện chính là mối dây tình yêu dành cho mọi người. Thì hôm nay chúng ta lại bước vào cái lời cầu nguyện, mình dịch là lời kinh mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Hãy suy nghĩ lại một chút. Kinh Paternoster, tức là lạy cha chúng con. Cái chữ lạy nó cũng hơi hơi cao sang thật. Thật sự, tiếng Pháp, tiếng Anh, kể cả tiếng Latin, Paternoster, cha của chúng tôi, hết, không có chữ lạy. Nó rất gần gũi. Sau khi Chúa dạy các môn đệ của Ngài đừng có khua chiêng đánh trống như người giả hình, đừng có lải nhải nói nhiều lời, đừng cho tai trái biết việc tai phải phải làm, và khi cầu nguyện đừng có lặp đi lặp lại và chỉ đường cho Chúa đi, vì họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được Chúa nhậm lời. Đó là Matthew căn dặn. Đừng như người giả hình thích đứng cầu nguyện ở nơi công cộng, ở nơi hội trường, ở ngã tư phố sở, phố chợ. Rồi Thánh Matthew kết luận: vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con đấng ngự trên trời, xin làm cho danh cha, vân vân. Trong phúc âm Matthew không có cái câu Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia rồi các môn đệ đến gặp và xin Chúa dạy cách cầu nguyện. Hoàn toàn không có. Tại sao? Là tại vì Matthew viết bắt đầu chương 5
là cái bài tám mối phúc thật, tức là hiến chương nước trời, có nghĩa là những điều mà chúng ta sẽ đạt được nếu chúng ta giữ thì chúng ta sẽ được vào nước trời. Mà gọi là hiến chương nước trời thì Kinh Lại Cha là phần kết luận. Cho nên khác với Thánh Luca hoàn toàn. Matthew nhấn mạnh Chúa Giêsu đó là Đấng Kitô, là Đấng phải đến. Cho nên sau bài tám mối phúc thật, ta thấy những chương nói về Thầy bảo thật cho anh em biết, anh em đã nghe người xưa được dạy rằng, anh em đã nghe luật lệ dạy rằng, còn Thầy, Thầy dạy anh em như thế này, hãy tha thứ. Anh em đã nghe mắt định mắt, răng thế răng, nhưng Thầy, Thầy bảo hãy tha thứ. Và đặc biệt là hãy cầu nguyện cho những người ghen ghét anh em. Cho nên vì Matthew viết như một hiến chương, tức là một bản luật, do đó ông xét cái Kinh Lại Cha sau cái bài giảng tám mối phúc thật của chương 5. Vì hôm nay chúng ta qua chương 6 của Matthew. Nhưng mà bây giờ hãy chịu khó nghe cũng cái đoạn đó của Luca. Luca xếp hoàn toàn Kinh Lại Cha sau cái cuộc trình tự về bữa ăn ở nhà của Maria, Martha và Lazaro. Nghĩa là sau bữa ăn đó, Chúa đi lên núi cây dầu hay cái vườn Olive. Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, có một nhóm người môn đệ đến nói: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện", vân vân, và Chúa dạy Kinh Lại Cha. Vì xét về hoàn cảnh thì chúng ta thấy gì? Phúc âm của Luca trình thuật giống như một người kể chuyện. Còn Matthew thì giống như một người đưa ra một bản luật, bậc hiến chương. Cho nên chúng ta nên dựa vào Luca để suy niệm cái nơi đã ra đời cái kinh quan trọng nhất của người Kitô hữu, Kinh Lại Cha. Nơi chốn và thời gian tôi đã nói rồi, ai cũng biết. Mọi người trở về nhà mình, còn Chúa thì trải qua đêm ở núi cây dầu, núi Olive. Cả ngày Chúa giảng dạy trong đền thờ, thầy trò kéo nhau ban đêm lại về miền núi, không có nhà. Có lẽ vì lúc đó không ai dám chứa Chúa nữa, sợ mang họa vào thân, không ai cho Chúa tá túc nữa. Cho nên đặc điểm của Kinh Lại Cha nó có bốn điều. Điều thứ nhất là Kinh Lại Cha được dạy lúc ban đêm. Chúa chỉ có giờ rảnh ban đêm, ăn cơm tối xong đi cầu nguyện. Cho nên bức tranh nào mà vẽ Chúa đang ngồi chỉ cho các tông đồ giữa trời sáng thanh thiên bạch nhật về Kinh Lại Cha thì bức tranh đó sai. Mình có quyền nói như vậy bởi vì theo Luca thì rõ ràng thời gian Kinh Lại Cha ra đời là ban đêm. Thứ hai, về địa lý, Kinh Lại Cha ra đời ở ngoài trời, không có ở trong đền thờ, không có trong ngôi nhà nào hết. Thứ ba, đối tượng để được dạy Kinh Lại Cha là một nhóm các môn đệ muốn được Chúa dạy. Bây giờ mình đặt giả sử, nếu không ông nào muốn, không biết mình có cái Kinh Lại Cha để đọc hôm nay không? Có thể không có. Rồi thứ tư, cái tình thế nào Kinh Lại Cha ra đời ở cái thời điểm bão tố nhiều nhất trước khi cuộc tử nạn của Chúa, đến nỗi không ai dám cho Chúa ở trọ. Với bốn đặc điểm đó, mình suy nghĩ lại chút. Như vậy, khi đọc Kinh Lại Cha, ngày hôm nay, mỗi lần đọc lời kinh đẹp nhất chính Chúa Giêsu dạy, thì mình phải đọc thế nào? Bởi vì lời kinh được dạy lúc đêm tối. Ở đó, mỗi người chúng ta cần phải ý thức khi đọc lời kinh này, mình phải ước ao ánh sáng. Rõ ràng là xin cho danh Cha được cả sáng. Và như vậy thì mình nhớ lại cái nghi thức rửa tội. Khi nhận cây nến, ước gì người tân tòng
nhận ánh sáng cây nến phục sinh thì tiếp tục sống trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng và hành động như con cái của ánh sáng. Như vậy mỗi lần mình đọc kinh Lạy Cha nên xét mình trước: tôi đang có điều gì giấu giếm người khác không? Người khác đây có thể là pháp luật. Tôi có điều gì giấu pháp luật của nước Úc này không? Xét lại coi tôi khai thuế làm sao? Vân vân, thấy không? Tôi có điều gì giấu giếm vợ tôi, chồng tôi không? Mấy người đó tôi giấu được, nhưng tôi có điều gì giấu giếm với Chúa không? Thì không thể giấu được, Chúa biết hết. Cái tội nghiệp vậy đó. Cho nên đề nghị khỏi lần đọc kinh Lạy Cha, nhắm mắt lại một tí rồi nói: con có đang đọc lời kinh này trong ánh sáng sự thật của Chúa không? Đề nghị thứ nhì, lời kinh ra đời ở giữa đất và trời, không có đền thờ, không có nhà. Mặc dù bây giờ ở đất thánh chúng ta có cái đền thờ để kính kinh Lạy Cha, bao nhiêu thứ tiếng được dịch ra trong đó. Cho nên nhớ rằng lời kinh ra đời ở ngoài trời, thì tâm hồn chúng ta cũng vậy. Không nên đọc kinh Lạy Cha gò bó trong một khuôn khổ kinh này của người Công giáo thôi, không, của hết mọi người, không có biên cương, không có giới hạn, và ai cũng đọc được, hoàn toàn không có giới hạn, không có biên giới, không có đền thờ. Đề nghị thứ ba, khi đọc kinh Lạy Cha, bởi vì mình ước muốn được Chúa dạy cách cầu nguyện, giống như cái nhóm môn đệ mà tôi nói, cho nên lời kinh này chỉ dành cho những ai muốn được Chúa chỉ bảo. Do đó tôi nghĩ lúc gặp khó khăn, không biết xử trí ra sao, nên đọc kinh Lạy Cha. Có khi mình đọc đủ thứ kinh hết, mà sao mình không đọc kinh Lạy Cha? Là vì mình muốn Chúa chỉ dạy, mình bắt chước các môn đệ. Chắc chắn Chúa không hà tiện lời cố vấn chỉ bảo đâu. Và cuối cùng, tình thế là lời kinh ra đời trong thời điểm bão tố nhất của cuộc đời Chúa Giê-xu. Cho nên khi gặp bão tố gian truân trong cuộc đời, đừng ngại đọc kinh Lạy Cha. Dám vì Chúa mà chấp nhận thử thách, gian truân, kể cả những cám dỗ mà mình thấy khó lòng vượt qua. Đừng nản lòng, lúc đó hãy sướng lên: Cha chúng con ở trên trời. Thật dễ thương, thật đơn sơ. Cho nên trước khi kết thúc hôm nay, tôi lại đọc lại lời để quý vị thấm cái lời nhắn của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha Francisco. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đầy đủ và trọn vẹn nếu ta dùng công thức Chúa cho Chúa dạy là kinh Lạy Cha. Nếu ta dùng công thức đó mà ta cũng có thể đọc một cách ích kỷ, một cách không đầy đủ và trọn vẹn nếu ta chỉ cầu cho ta. Lời kinh và sự cầu nguyện đầy đủ và trọn vẹn khi chúng ta cầu xin cho người khác, đặc biệt cho những người mình còn giận ghét. Hãy tin tôi đi, khi bắt đầu đọc kinh cho người đó, mình bớt giận ngay. Và chăm lo cho những lo âu và những nhu cầu của những người đó. Cầu nguyện không tách chúng ta ra khỏi bất kỳ ai. Nếu không có tinh thần cầu nguyện hay là tinh thần của con cái Chúa, thì mình dễ có khuynh hướng tự tách rời, không đứng chung với ai khác. Vì cầu nguyện tự cái bản chất của nó là tình yêu dành cho hết mọi người. Đẹp thật. Tôi dùng chữ cầu nguyện, tôi không nói đọc kinh nha. Mình có thể đọc kinh Lạy Cha mà không có tinh thần cầu nguyện. Nhưng mình cũng có thể vừa đọc kinh Lạy Cha vừa cầu nguyện. Tùy cái đầu óc của mình suy nghĩ gì. Hãy dâng lời kinh Lạy Cha
cho những người thân của mình. Cha tha nợ cho con, dạy con tha cho họ. Cha đã giúp con thoát được cơn cám dỗ và những sự tai biến ở trong cuộc đời này. Xin cũng ban cho mọi người con cái Chúa được điều đó. Mình hãy mình xin cho người khác thì lời kinh của mình đầy đủ và trọn vẹn. Thật sự chúng ta sống trong đất nước quá hạnh phúc, quá may mắn. Nói thật, sáng nay tôi được đi chích COVID-19 và họ hẹn tới tháng 9 mới chích nữa. Tốt, tôi thấy sao mà mình may mắn vậy. Trên đường về tôi có đọc kinh lại cha cho cái người đã chích thuốc cho tôi. Không biết người đó có công giáo hay không, không sao. Tôi mang ơn vì họ làm một cách tử tế, nhẹ nhàng, vô vị lợi. Trong khi mình nghe ở một số nước phải bỏ tiền ra mua cái liều vaccine. Thấy tội nghiệp không? Kể cả nước mình phải mua. Mình ở đây người ta mời mình đi chích. Tôi cầu nguyện cho cái người y tá hay bác sĩ đó tôi cũng không biết. Nhất là vì cái người đó là nữ mà đẹp vô cùng, nó mới chết đó chứ. Nó xứng đáng cầu nguyện đó nha. Tay chân nó dịu dàng vô cùng, nó đụng tới mình nổi cả da gà ra. Mà đẹp thật. Trẻ măng mà đẹp nữa, cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho cô ấy có một gia đình hạnh phúc. Nhớ cầu nguyện cho người khác. Kính thưa quý ông bà, ai cũng biết tội tổ tông, tức là tội nguyên tổ đó, do hai ông bà tổ tiên của mình là Adam và Eva, đọc theo tiếng Việt ra, giờ làm cách nào để tội đó đừng xảy ra nha. Có nhiều người nói quá khứ rồi. Giả sử như bây giờ Chúa làm lại từ đầu thì làm sao để không có cái tội tổ tông ha? Tôi nghĩ Chúa nên chọn hai ông bà Adam và Eva là người Việt, là không bao giờ có tội tổ tông. Tại sao? Con rắn vừa lú đầu ra ta sơi tái rồi, làm sao nó cám dỗ được? Mấy tụi Tây Phương nó không dám ăn cho nên nó mới nói được. Mày lú đầu ra chết mày rồi, đem vô là sống. Đó là chuyện tôi nghĩ ra chứ không phải. Đừng có hỏi đó bác Nho đâu rồi. Chuyện thứ nhì, xảy ra một ông chồng ngồi tâm sự với bạn: vợ tao bây giờ nó mê âm nhạc. Ôi thì đỡ quá. Đỡ cái gì? Giờ nó đòi tao phải sắm nhạc cụ. Sắm cái gì? Sắm cái guitar. Trời ơi rẻ lắm, mày đi mua đi. Thì tao mua, nhưng mà bây giờ tao phải thuyết phục bà đừng chơi guitar. Tại sao vậy? Chứ mày thuyết phục bà chơi cái gì? Thổi kèn, saxo cũng được, tao sẵn sàng mua. Nó mắc hơn guitar nhiều. Saxo, trumpet cũng được, clarinet cũng được. Mất tao thôi, mà bà không chịu. Ông bạn mới nói: tại sao mày lại thuyết phục nó phải thổi kèn? Là vì nó đánh guitar miệng nó vẫn nói được. Còn bây giờ tao kêu nó thổi kèn là lúc đó tao im. Thấy đỡ không? Mấy bà lại sùng lắm, nói lại ổng nói xấu tụi mình. Nên mời cộng đoàn đứng.